là chuyên mục chính trị và đời sống thưa quý vị nhà giáo Nguyễn Hưng Quốc chia sẻ trên Facebook của ông đôi dòng suy nghĩ có thể tránh được chính trị không một trong những câu nói thường nghe nhất ở nhiều người là họ không muốn bàn đến chính trị Ok không làm chính trị thì có thể hiểu được ở đây người ta khẳng định là họ không muốn đề cập đến chính trị trong mọi phát biểu nghĩa là muốn cách ly với chính trị hoàn toàn nhưng liệu con người với tư cách là một công dân của một nước thì có tránh né được chính trị hay không câu trả lời rất hiển nhiên không tuyệt đối không chính trị được hiểu theo nghĩa là tương quan về quyền lực có mặt ở khắp nơi không ở đâu không có chính trị mức thuế người dân phải đóng là một trong những hậu quả của các quyết định chính trị con người có đứng thẳng lên được làm người hay không cũng xuất phát từ chính trị Tránh né chính trị, người ta tự nguyện giao khoáng toàn bộ cuộc đời mình vào tay kẻ khác, bất kể người ấy giỏi hay dở, thiện hay ác. Một sự giao khoáng như vậy là điều không nên. Nó chỉ có hại không những cho mình mà còn cho cả con cháu mình nữa. Đó là những trăn trở của nhà giáo Nguyễn Hưng Quốc ở tại Úc Châu thưa quý vị. Và hôm nay TTV muốn gửi tới quý vị uh, hai bài viết của tác giả Dương Quốc Chính với chủ đề liên quan giáo dục và bài mở đầu được mang tên Giáo dục xã nghĩa. Ông Dương Quốc Chính viết như sau. Mấy hôm rồi, có mấy tút của mình bị các cháu bò đỏ vào hút rất là hung hãn. Khoảng 90% trong số đó không cần quan tâm đến lý lẽ, cứ lao vào là chửi, dùng ngôn từ rất là hạ đẳng. Mà 100% thì các cháu này ở lứa tuổi học sinh sinh viên hoặc là mới đi làm, tầm 16 tới 25 tuổi. Đây là thế hệ tương lai của đất nước. Nếu mà ai đó đang nghiên cứu về xã hội học, ha, về bò đỏ, dư luận viên, hoặc nghiên cứu về cái cách ứng xử của người trẻ với mạng xã hội, thì đây sẽ là một đề tài rất hay, có thể thành luận án tiến sĩ. Khái niệm bò đỏ là một thuật ngữ khoa học, không có ý miệt thị đâu, nhưng mà được giới nghiên cứu khoa học chính trị hàng lâm trên Facebook Việt Nam dùng để chỉ thành phần thân cộng cực đoan thiếu lý trí tên giao dịch quốc tế là Red Bull để tránh xúc phạm bò cái bởi vì không ai nỡ đánh bò cái dù chỉ bằng roi mây. Việt Nam được xếp trong top 5 nước có ứng xử kém văn minh trên mạng xã hội trong số 25 nước được khảo sát. Điều đó chỉ có thể là do giáo dục và pháp luật, mà trong đó giáo dục có vai trò chính. Trong số những kẻ hung hãn nhất khi chửi bới trên mạng xã hội thì trẻ trâu và bò đỏ là số 1. Nếu ba trong một, tức là kết hợp vừa là bò đỏ, vừa là trẻ trâu và vừa lại là người bảo vệ thần tượng. Thần tượng ở đây có thể hiểu là lãnh tụ chính trị hoặc là người nổi tiếng. Nếu mà là ba trong một thì sẽ siêu hung hãn. Bò đỏ hung hãn vì chúng tự cho là chúng được phép như vậy, nhân danh lòng yêu nước, yêu chế độ. Chúng cho rằng để bảo vệ chế độ online thì có thể vi phạm pháp luật, mà thực tế thì mọi hành vi lăng nhục trên mạng đều vi phạm pháp luật nhưng khi cơn cuồng nổi lên thì chúng bất chấp chúng coi như là đang cầm súng đi đánh đuổi ngoại xâm bắn giết thoải mái còn được phong anh hùng ấy chứ trẻ trâu hung hãn vì tuổi trẻ bốc đồng cạn nghĩ nhiệt tình cộng ngu dốt về kiến thức và pháp luật thì lại dễ bị kích động còn phan cuồng hung hãn vì chúng sẵn sàng chết vì thần tượng bảo vệ thần tượng đến giọt máu cuối cùng cả ba nhóm trên đều dễ rơi vào giới trẻ nhất. Riêng bò đỏ thì bất chấp mọi lứa tuổi, nhưng mà độ hung hãm, độ hung hãn thì giảm dần theo tuổi tác, trừ các đồng chí từng tham gia vào lực lượng vũ trang. Tại sao lại cho rằng đây là lỗi ở giáo dục xã hội chủ nghĩa? Đó là vì giáo dục xã nghĩa triệt tiêu tính phản biện, mất tự do, không đào tạo cho học sinh về phương pháp tranh luận, không dạy về tư duy logic, như là một môn học độc lập tóm lại là thiếu khai phóng điều đó dẫn đến hệ lụy là kiến thức của học sinh sinh viên bị đóng hộp bởi những gì được nhồi sọ vì thế họ chỉ thấy những điều tốt đẹp về lãnh tụ về thần tượng về chế độ nên khi thấy tiếng nói trái chiều là lên cơn điên sẵn sàng hút tung tất cả cắn tan hết thảy những trở ngại kia mà bất cần lý lẽ vì không được dạy cách lý luận logic nên họ không biết làm cách nào để phản biện với đối phương nên điều nghĩ đến đầu tiên là chửi và chửi chửi đâu có làm cho họ trở nên đúng thậm chí ngược lại khi mà trí tuệ bất lực thì bạo lực lên ngôi người quan sát chỉ cần thấy bên nào chửi trước thì sẽ cho là bên đó đuối lý vì đuối thì mới phải dùng đến bạo lực ngôn ngữ hơn nữa chửi bới chính ra lại là làm nhục những người hay tổ chức mà mình bảo vệ vì người ta sẽ nhìn chó để đánh giá chủ. Vì thiếu kiến thức pháp luật nên bọn trẻ kia sẽ ngang nhiên vi phạm pháp luật. Nhưng phần lớn lý do khiến chúng hồn nhiên như vậy là vì pháp luật cũng không công bằng. Nếu bạn chửi chế độ, bạn sẽ sẽ bị phạt tiền. Nhưng nếu bạn chửi thằng khác để binh vực chế độ, thì bạn lại không sao. Trên lý thuyết thì hai hành vi đều vi phạm pháp luật như nhau. Xúc phạm tổ chức hay cá nhân thì đều phạm luật cả. Nhiều người cho là việc chửi bới hung hãn trên mạng là do đạo đức xuống cấp. Nhưng theo mình thì chủ yếu là do giáo dục xã hội chủ nghĩa và pháp luật không nghiêm minh. Vì đạo đức là một khái niệm hư vô, không có sự ràng buộc chặt chẽ và phụ thuộc nền tảng xã hội của mỗi cá nhân. Vấn đề dễ dẫn đến tranh cãi nhất là do người Việt rất ít kỹ năng tranh luận và đọc hiểu kém. Mình đã viết một cái tút về vấn đề sự việc, fact và quan điểm, opinion. Cũng cần nhắc lại ở đây, fact là sự việc đã xảy ra, là vấn đề có thể được chứng minh là điều có thể đúng, có thể sai. Còn opinion là những quan niệm không thể chứng minh, đó là cảm nhận cá nhân, dễ tranh cãi dù quan niệm được sự việc hỗ trợ. Ví dụ như cái tút mà mình viết về Đen Vâu là một chàng ca sĩ nhạc rap có cả triệu lượt người theo dõi đó. Mình hiểu điều này nên đã chỉ rõ sự việc mà Đen Vâu sai, đó là nó nói ngày 30 tháng 4 là ngày độc lập tự do. Còn vấn đề ơn huệ mà Đen Vâu nhớ thì cái đó là quan điểm mình không đánh giá. Cậu ta có thể ơn Đảng, ơn Bác Hồ, ơn Bác Giáp, ơn con chó cứu mạng, đó là quyền riêng tư. Tương tự vậy, mình không thích nhạc rap, đó là quan điểm mình coi mình có cái quyền coi thường nó cũng như người khác tôn vinh nó, đó là quan điểm. Mình đánh giá đa số người học nếu chỉ học hết cấp 3 đó thì sẽ viết sai chính tả với một cái tút dài khoảng một găng tay và đó là quan điểm cá nhân của mình, đương nhiên nó không thể chứng minh. Vì muốn chứng minh thì phải điều tra xã hội học trên diện rộng. Vì thế nên mình nghi ngờ đen vâu tự viết cái tút đó cùng với việc nghi ngờ tính logic về nội dung của status đó. Đó là quan điểm. Vì vậy mình có thể đúng hoặc sai và phải đánh giá dựa trên lý lẽ. Đã là quan điểm thì không nên tranh, tranh luận nhiều, gây gắt vì nó đâu có thể chứng minh đúng sai. Tranh luận là để làm rõ quan điểm thì được. Rõ hết rồi mà đối phương không chấp nhận thì thôi, nên vui vẻ mà dừng. Bạn có quyền chửi là nhạc cổ điển nghe như chó sủa mèo kêu không sao hết. Nghệ thuật vốn không thể định lượng, không thể nói là nhạc rap có nhiều người nghe hơn nhạc cổ điển nên nó phải hay hơn. Còn sự việc là thứ cân đo đong đếm được, có thể chứng minh được đúng sai thì nên tranh cãi đến khi nào tìm thấy chân lý, đó mới là điều đáng tranh cãi. Những ai không phân biệt được hai khái niệm trên, tức là giữa sự việc và quan điểm thì sẽ đâm đầu chửi bới quan điểm của nhau mà kết quả thì chả đi đến đâu. Người Việt mình thì hay bị thế và bò đỏ thì ở dưới đáy của sự hiểu biết nên lại càng như thế. Trong số những người vào tranh luận ở cái tút trước của mình viết về cái tút của đen vâu thì cũng lọt ra được một cái bình luận mà mình cho là có giá trị. Đại ý là bạn ấy hỏi tại sao em có thể tin những gì anh viết là đúng còn những gì trong sách giáo khoa thầy cô dạy là sai mình trả lời rằng ở trường bạn không được tự do phản biện thầy cô và sách giáo khoa nên kiến thức ở đó là kiến thức một chiều việc đúng hay sai bạn sẽ không thể phân biệt do không thể đặt câu hỏi còn ở đây bạn được tự do đặt câu hỏi bất cứ gì bạn nghi ngờ mình sẽ trả lời bạn bằng lý lẽ và dẫn chứng lúc đó bạn có quyền tin hay không tin tóm lại ở trường bạn không có tự do giáo dục còn ở đây bạn được tự do, thậm chí tự do chấp nhận hay không chấp nhận thông tin. Mình có thể mình không thể nói trước là mọi thứ mình viết là đúng hơn sách, nhưng khi bạn có cơ hội phản biện thì xác suất nhận được thông tin đúng sẽ cao hơn. Mình mà viết sai sẽ có hàng vạn người khác chửi mình trước bạn. Nếu thầy bạn dạy sai, không ai dám chửi thầy bạn để bạn biết cả. Đó là sự khác biệt giữa giáo dục tự do và giáo dục một chiều. Bạn ấy nói thêm, vậy anh đừng block các bạn bò đỏ để các bạn ấy được vào học. Mình trả lời là, mình không có trách nhiệm dạy hay truyền kiến thức cho toàn xã hội. Những ai thực sự muốn biết những kiến thức lộn lề có dẫn chứng thì sẽ được biết nếu cầu thị. Còn bò đỏ vào chửi thì họ tự đánh mất cơ hội đấy. Mình không hề ấy náy về điều đó. Dạy chó chỉ khi nó không cắn mình cơ. Thưa quý vị, còn đen vâu là ai đã viết ta tút về ngày đã viết tút về ngày 30 tháng 4 ra sao thì như trong bài Dương Quốc Chính nhắc đến thì xin mời quý vị vào Facebook của Dương Quốc Chính tìm đọc bài cảm nghĩ của hai bạn trẻ về ngày 30 tháng 4. Và thưa quý vị, nhân tác giả Dương Quốc Chính nói về giáo dục và xã nghĩa, TTV cũng xin chia sẻ một bài viết khác của ông về việc chính trị và vấn đề tệ nạn trong giáo dục ông dương quốc chính viết mọi người để ý là những vấn đề bạo lực trong học đường cô đánh trò trò đánh nhau bữa ăn mất vệ sinh toàn thấy diễn ra ở trường công hồi mới có trường tư và ở một số tỉnh lễ bây giờ người ta vẫn có quan niệm là học sinh hư dốt thì mới phải vào học trường tư trường của ông văn như cương ngày xưa đó, vẫn bị mang tiếng là như vậy nhưng tại sao hiện nay các vấn đề gây xôn xao dư luận vẫn chỉ diễn ra ở các trường công? Thường thì những vụ này sẽ khiến cho các bà mẹ bỉm sữa là bức xúc nhất vì các mẹ ở Việt Nam vốn sát cánh với con cái trong việc học hành, ăn ở hơn là các ông bố. Hơn nữa, ở cấp phổ thông thì cô giáo vẫn nhiều hơn thầy giáo. Vấn đề giáo dục phổ thông nó gắn liền với các mẹ nhiều hơn, nhưng các mẹ thì vốn dĩ ít quan tâm đến chính trị hơn là các bố. Trong khi thực tế, chính các bố ở Việt Nam cũng đã rất ít quan tâm đến chính trị rồi. Lượng nữ mà tương tác với các status của mình đó may ra chỉ được từ 20 đến 30%. Như vậy, chính trị nó có liên quan gì ở đây? Xin thưa là hết sức có liên quan nếu chịu đào sâu suy nghĩ. Để trả lời cho thấu đáo câu hỏi kiểu này, tổng quát hóa là sự khác biệt giữa công và tư thì phải vận dụng kiến thức chính trị thôi. Đầu tiên là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho các học sinh bán trú. Tiền ăn bán trú là hoàn toàn khác với học phí của tiểu học là do phụ huynh đóng 100%, học phí thì còn do ngân sách. Có nghĩa là về mặt ăn uống, trường tư cũng như trường công, nhà nước không hề bao cấp. Vậy căn cứ gì mà phụ huynh lại không được toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thức ăn hoặc là giám sát về chất lượng bữa ăn? tại sao ban giám hiệu phòng giáo dục và chính quyền cấp quận huyện lại được cái quyền ban phát và lựa chọn nhà thầu tại sao lại của người phúc ta như vậy với kiến thức chính trị và kinh tế sơ đẳng thì bạn cũng hiểu là khi người ta có quyền ban phát ơn huệ lựa chọn nhà đầu tư trong khi lại không trực tiếp thụ hưởng cũng như không hề phải bỏ tiền ra mua dịch vụ thì đương nhiên là người ta sẽ ăn bớt và sẽ rất vô trách nhiệm với dịch vụ đó vậy tại sao lại chuyện đó lại vẫn ngang nhiên tồn tại lẽ ra cái việc mà lựa chọn nhà thầu phải do ban phụ huynh học sinh quyết định dẹp nhà trường ra một bên hoặc là trường chỉ được tham gia với tư cách phụ quy định này lẽ ra phải do bộ giáo dục ban hành trên toàn quốc thế mà nhiều người vẫn cho là bộ giáo dục không liên quan ở đây đấy còn chuyện cô bắt nạt trò và trò bắt nạt nhau thì mình cũng đã phân tích nhiều lần rồi đó là vì cái kiểu giáo dục xã hội chủ nghĩa lấy cô làm trọng tâm nên cô mới bắt nạt trò, muốn dùng áp lực để ép trò phải theo ý mình mà không cần thuyết phục. Việc trò bắt nạt nhau kéo dài cũng là do thầy cô vô trách nhiệm. Ở trường tư, phụ huynh là ông bà chủ của ban giám hiệu, thầy cô phải chiều học sinh như chiều vong. Lôi thôi là phụ huynh phàn nàn với hiệu trưởng là thầy cô mất việc như chơi. Khi người ta phải đối diện với nguy cơ mất việc thì người ta sẽ có trách nhiệm hơn với công việc. Và tất nhiên là cô giáo không dám bắt nạt học sinh nữa. Cô giáo trường công mà mở lớp dạy thêm xem, cô sẽ tự biến mình từ phù thủy sang nàng tiên hiền từ nếu cô ép được học sinh học thêm. Thầy cô trường công đa phần là phải bỏ tiền ra chạy chỗ, cho nên việc dạy giỏi hay dạy dốt, trách nhiệm hay không trách nhiệm nó không có liên quan lắm đến việc lên chức lên lương mà nó phụ thuộc vào quan hệ nhiều hơn. Chỉ cần đừng để lộ ra những vấn đề tế nhị như những vụ kể trên, thì vì thế đa số thầy cô sẽ có cách xử lý giống nhau với các vụ việc đó. Nghĩa là họ che giấu và xử lý nội bộ, tránh để rùm ben vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Có hai nguyên lý cơ bản về khoa học chính trị có thể được áp dụng ở đây. Một là người chi tiền cho dịch vụ phải có quyền quyết định hoặc ít nhất là giám sát chất lượng dịch vụ. Hai là thị trường sẽ quyết định chất lượng dịch vụ. Tóm lại, nguyên nhân sâu xa của những vụ việc kể trên đều bắt nguồn từ thể chế chính trị cả. Các mẹ đã thấy chưa, hay vẫn còn cho là mình phức tạp hóa vấn đề, cố tình nói xấu chế độ. Nếu không xử lý được cây gốc nêu trên, thì chỉ là bắt cóc bỏ dĩa mà thôi. Thưa quý vị nhân